Phong tục thờ cúng tổ tiên đã có từ ngàn đời, gắn bó sâu sắc trong nếp sống người Việt Nam. Ngày Tết, bạn không những làm mới không gian nhà ở, phòng ốc, sân vườn, mà còn làm sạch và trang trí lại bàn thờ gia tiên. Cách bày bàn thờ ngày Tết đẹp và ý nghĩa, giúp gia đình thu hút nhiều tài lộc và vận may trong năm mới. Bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng và trang trọng trong gia đình, nơi để con cháu thể hiện lòng biết ơn của mình với ông bà tổ tiên. Mỗi khi Tết đến xuân về, lau dọn bàn thờ trở thành hoạt động thân quen và mang nhiều ý nghĩa, giúp chúng ta đón một mùa xuân thái bình bên người thân. Bày trí bàn thờ ngày Tết được nhiều người quan tâm, sắp xếp và bày trí vật dụng trên bàn thờ như thế nào để vừa đẹp vừa mang nhiều ý nghĩa, giúp gian thờ thông thoáng, dễ dàng đặt vật phẩm cúng Tết. Thay đổi vị trí để đồ thờ là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi lau dọn bàn thờ đón Tết. Đặt các vật thờ cúng ở vị trí ban đầu hay thay đổi vị trí tùy theo nhu cầu của gia chủ. Tuy nhiên, trước khi thay đổi vị trí các vật dụng thờ cúng, bạn nên tham khảo ý kiến của các sư trong chùa hay thầy cúng để sắp xếp sao cho phù hợp, giúp gia tăng tài lộc cho gia đình. Vị trí đặt bình hoa thờ thường là bên trái hoặc bên phải bàn thờ, đặt áp sát vào vách thờ. Nếu bạn trưng bày bình hoa theo cặp thì đặt ở hai bên bàn thờ, cân đối vị trí sao cho phù hợp với những vật dụng đang có trên bàn thờ. Tốt nhất, bạn nên chọn bình hoa đồng bộ, đồng chất liệu và hoa văn với các sản phẩm thờ cúng khác. Mâm ngũ quả và lễ vật cúng thường để phía trước bát hương hoặc hai bên. Các vật phẩm thờ cúng ngày Tết thường nhiều hơn bình thường. Thế nên, khi lau dọn bàn thờ, bạn nên chừa vị trí để mâm ngũ quả và vật phẩm thờ cúng rộng rãi giúp việc bày bàn thờ ngày Tết thuận tiện hơn. Bạn muốn mua sắm những vật dụng thờ cúng mới cho không gian bàn thờ, hãy liên hệ với Đồ Thờ Đức Hiệp để được hỗ trợ. Đây là nơi cung cấp đồ thờ cúng truyền thống bằng gỗ làng Sơn Đồng. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình thủ công truyền thống với đường nét họa tiết tinh tế và nghệ thuật. Chúng tôi có hệ thống cửa hàng phân phối lẻ đồ thờ cúng bằng gỗ trên khắp cả nước. Hàng được cung cấp trực tiếp từ xưởng sản xuất, không qua trung gian, giá rẻ hơn so với thị trường. Khi bạn mua sắm trọn bộ đồ thờ cúng tại Đồ Thờ Đức Hiệp sẽ nhận được nhiều chương trình ưu đãi giảm giá và chiết khấu cao. Nếu bạn ở xa, bạn có thể liên hệ để chúng tôi hỗ trợ giao hàng tận nơi. Các thông tin chi tiết về sản phẩm thờ cúng bằng gỗ, bạn hãy liên hệ ngay với Đồ Thờ Đức Hiệp để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tham khảo sản phẩm qua website đồthodứchiệp.com, fanpage Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, YouTube Đồ Thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, số điện thoại liên hệ 0879 555 111 0983 400 046.